Em xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn. Em chào anh Lan Hoàng và chú Phú. Hôm nay thì em có cập nhật cái tin mới là Việt Nam đang bắt đầu đưa vào cái loại thuốc điều trị thử nghiệm lâm sàng tên là Vipdavir. Vipdavir thì theo em thấy là nó ghi là đây là thuốc của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, và được tức là cái thuốc này là dựa trên, là hình như nếu mà em đọc không không biết có đúng hay không, đây là cái thuốc giống như là thuốc của thuốc cây cỏ đó anh, thuốc đông y hay gọi là gì đó, thuốc cây thuốc đó. Tức là đây là một loại mà dạng như chữa đông y á, để chống lại virus COVID. Thì điều đó có nghĩa là Việt Nam chúng ta đã có những cái sự đa dạng về các cái phương án chống COVID. Thì em nghĩ rất là đa dạng, tức là chúng ta không chỉ sử dụng đông y, quên tây y thì mới đây chúng ta có Rasdamia mà nhập của Ấn Độ qua bác Phạm Nhật Vượng, thì chúng ta sẽ có cái thuốc tây y đó. Còn đông y thì chúng ta đã có cái quá trình bắt đầu nghiên cứu lâm sàng. Thì điều đó có nghĩa là Việt Nam đang tổng lực tấn công COVID ở tất cả các mặt trận, để chúng ta sử dụng tây y, sử dụng đông y nè, sử dụng cả các cái loại vaccine nè, để làm sao mà chúng ta quét cái con COVID này bằng tất cả những cái khả năng của mình sớm nhất có thể. Và em thấy rất là khích lệ là Việt Nam chúng ta chống COVID bằng rất nhiều cách khác nhau nha mấy anh. Em cảm thấy như vậy, rất là nhiều cách khác nhau, nhiều cái đòn khác nhau để chúng ta dứt điểm nó, chứ chúng ta không có phải là sợ cái này sợ cái kia, hay là e ngại cái này e ngại cái kia. Có nhiều trên trang mạng em thấy có rất nhiều người cứ bình luận cái kiểu là như thế này nè mấy anh, bình luận là tại sao mà lại dùng cái loại thuốc này, tại sao lại dùng cái loại thuốc kia, rồi mới nghiên cứu lâm sàng thế này có được không. Em thấy những cái comment đó là không 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 hay lắm, không tốt lắm. Bởi vì những cái nghiên cứu lâm sàng như thế này có nghĩa là mình đang có những cái bước tiến rất là xa, và có những cái nỗ lực rất là lớn để đa dạng cái phương án tiếp cận đối với con virus này, chứ chúng ta không có dựa dẫm vào một cái gì hết. Nhưng các anh chị cũng thấy là cái con virus này là có biến thể rất là nhiều đó, và cái động lực của cái động lực của nó rất là mạnh. Thì vậy thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các cái phương pháp khác nhau để chữa trị COVID cho nó hiệu quả. Thì em nghĩ điều này là hoàn toàn đúng và chính xác. Và cái mà hay nhất của Việt Nam là em thấy là mình chủ động hết mọi việc, chúng ta chủ động hết, chúng ta không có bị động, chứ là chúng ta không có nhờ một cái nguồn nào hết. Ví dụ như vaccine thì chúng ta có thể đến với Cuba nè, đến với Nga nè, đến với Anh, đến với Mỹ, bất cứ một cái nguồn nào để chúng ta kiếm, chứ chúng ta không có phải bị lệ thuộc về cái tự chủ vaccine đó. Thì em xin đưa ra cái ý kiến của riêng mình nha mấy anh chị. Em nghĩ là em rất là tự hào về vấn đề Việt Nam chúng ta làm ra được cái vaccine. Thì cái thứ nhất á, chúng ta khẳng định trên vị thế quốc tế về trình độ phát triển y y tế của chúng ta ở Đức ở mức độ nào. Chúng ta khẳng định trên thế giới là trình độ phát triển y y tế chúng ta đang được ở đâu, đang đứng ở đâu trên toàn thế giới. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chủ động trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh. Bởi vì sao? Các anh chị biết rồi, những nước không làm được vaccine á, thì phải đi xin và phải đi tham dự cái cơ chế A, cơ chế B, cơ chế C, thì những đất nước đó rất dễ phải bị trao đổi những cái quyền lợi chính trị. Theo em nghĩ Đúng á, không? là dễ phải trao đổi những cái quyền lợi chính trị với những nước lớn. Còn khi chúng ta làm được vaccine thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái chuyện là chúng ta phải đi xin hay là chúng ta phải trao đổi quyền lợi. Và cái thứ ba là theo em nghĩ là cái việc mà tự chủ vaccine này nó còn một hướng tới một cái nước nè, đó trong tương lai nữa. Bởi vì cái đại dịch này hiện tại chưa biết nó sẽ đến ngày nào nó chấm dứt, cho nên cái chuyện mà chúng ta đa dạng hóa tất cả các cái nguồn vaccine sẽ giúp cho chúng ta có một cái gọi là cái chủ động trong quá trình mà chúng ta có thể mà phản công cái dịch bệnh này. Em nói ví dụ như cái dịch bệnh này mà chúng ta dùng cái loại vaccine này không được, dùng cái loại vaccine này nó không hiệu quả, thì chúng ta có thể chủ động để dùng cái loại khác để thay thế nếu như nó cảm thấy là nó phù hợp với cơ địa người Việt Nam, hoặc là nó có thể triển khai tốt hơn cho cơ địa người Việt Nam. Thì điều đó hoàn toàn là tốt và đúng trong cái đại dịch này. Vì theo em nghĩ là cái tình hình như thế này với những cái biến thể thì không biết là chúng ta tương lai chúng ta sẽ ra sao. Thì cái việc phát triển vaccine đó là nó góp phần cho đất nước rất là nhiều mặt. Với cái thứ hai á, theo cái em nghĩ như thế này nè các anh chị, một cái liều vaccine á, khi mà tiêm vào trong cơ thể của mình, nó sẽ mang giống như là một cái gì đó, giống như cái sự biết ơn. Em nói thẳng chứ bây giờ ví dụ như vaccine Nanocovax của chúng ta mà tiêm vào người châu Phi đi, tiêm vào người châu Á hay tiêm vào bất cứ một quốc gia nào, thì cái người dân đất nước đó họ sẽ biết ơn cái vaccine của chúng ta nếu như họ được cứu sống. Do vậy là cái hình ảnh
cái hình ảnh quốc gia của chúng ta sẽ được mở rộng hơn, ở những cái sự gọi là cái hình ảnh đại diện của chúng ta sẽ ngày càng lớn trên trường quốc tế. Một mũi vaccine thôi, cho một cá nhân nào đó thôi, dù có cứu được hay không cứu được chi chăng nữa, thì cái đó nó góp phần rất mạnh mẽ để truyền đạt được cái sự lan tỏa của quốc gia chúng ta rất là nhiều. Thế nghĩ là như vậy đó. Cho nên là không phải chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới bây giờ họ đang chạy đua vaccine rất là kinh khủng, chạy đua kinh khủng, bởi vì cái việc mà tiêm vaccine như này đó, họ sẽ có cái hình ảnh quốc gia của họ sẽ ngày càng lớn rộng lên. Thì em nghĩ là cái việc mà chủ động làm vaccine này, chúng ta sẽ góp phần chúng ta mở rộng cái ảnh hưởng ngoại giao, ảnh hưởng kinh tế của mình trên nhiều mặt. Chào chào Lâm Phong. Chào chị em. Em chào anh Nãy Phong. bạn xíu. Xin quay lại cái vấn đề về nước Mỹ. Thì ngoài cái vấn đề là cái tri thức, cái vấn đề về về nhận thức, thì em thấy là nước Mỹ đang có một cái tình trạng rất nguy ngập, đó là tin xấu độc, cũng xuất phát từ cái sự truyền thông tự do các anh chị. Có nghĩa là nước Mỹ mà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, truyền thông của nó bây giờ thậm chí những cái người mà không có tài năng, không có đạo đức, không có giấy tờ gì cũng lên lên làm lập một cái kênh truyền hình xuyên tạc, nói những cái chuyện không đâu. Thì cái vấn đề của nước Mỹ, những cái tin xấu độc này là đang trở nên, em nghĩ là đang trở nên trầm trọng, nó càng ngày nó càng trầm trọng. Những cái thông tin nó không có đâu vào đâu, nó không có sự kiểm chứng về khoa học, không có sự kiểm chứng về y tế, không có sự kiểm chứng của cái gì hết mà cứ đăng lên rào rào. Và gần đây á, thì theo em nhận biết là những cái tin xấu độc đó có đường truyền về Việt Nam á, thì hiện tại đang bị một gọi là không, em không biết là như thế nào, nhưng mà đọc cái thông tin mà trên YouTube nó điền vào những cái clip đó, thì có vẻ hình như là chính phủ Việt Nam ta đã tác động rồi mấy anh chị. Em cảm nhận hình như chính phủ Việt Nam đã tác động, hình như có vẻ là muốn gọi là Có cái ý sự là quản lý muốn là không? ngăn chặn, có cái sự quản lý và ngăn chặn hoàn toàn luôn. Thì tất nhiên bên kia mấy cái đối tượng phản động kia thì nó vẫn là tìm cách để nó gỡ, nó kiện lại, nó gỡ lại cái lỗi báo cáo đó. Nhưng mà một cái thực tế được đặt ra là những cái tin độc đó, những cái tin xấu đó nó ảnh hưởng quá quá sức là tưởng tượng đối với đời sống của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Em nghĩ không phải là Mỹ đâu, mà Việt Nam hay bất cứ nước nào trên thế giới cũng sẽ mệt mỏi vì những cái tin xấu độc này. Và em không nghĩ là tương lai sẽ có cơ chế như thế nào, nhưng mà phải có một cái, em nghĩ là phải có một cái an ninh mạng toàn cầu mấy anh. Em nghĩ là phải có cái hệ thống an ninh mạng toàn cầu, có nghĩa là nước này cũng phải có hệ thống trung chuyển về an ninh mạng, nước kia cũng phải có an ninh mạng, và tất cả phải có sự phối hợp với nhau, chứ không thể nào mà để cho một cái phần tử nào ở một cái nước nào đó có thể xuyên tạc, có thể bịa chuyện, nói xấu cái quốc gia khác như thế này là em cảm thấy không được. Mà không chỉ là nói xấu bêu rếu nước này mà còn có những cái nước khác nó tung tin xấu độc rất là nhiều luôn. Thì em nghĩ là trong tương lai không biết thế giới có cần lập ra một cái trung tâm an ninh mạng toàn cầu hay không, mà ở đó tất cả Chung các là nước sẽ phải thống nhất với nhau tất cả các tiêu chí về an ninh mạng, thế nào là tin xấu độc, thế nào là cái bảo vệ an ninh mạng cho toàn cầu, chứ không thể nào mà để chính phủ từng nước được. Tại vì bây giờ là cái không gian mạng em cảm thấy là hình như là có một số nước đang mất kiểm soát mấy anh chị ơi. Em cảm giác là mất kiểm soát và nó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân, tiêu cực đến cái vấn đề ổn định chính trị cực kỳ ghê gớm luôn. Đó là cái ý kiến